Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cơ gì? Cha, con nhiều ơn lắm, nhưng con chỉ kể có ba ơn để. Ơn thứ nhất là con táo biến mạch máu não. Mà bị cái bệnh gì hơi lạ, bệnh lạ chưa phát hiện ra bệnh gì. Con tái biến mạch máu não, rồi máu cơ tim. Con khám đâu thì bác sĩ cũng bảo là bà uống thêm thuốc đến chết. Máu như để vành tim còn đọng phần giới. Mà con bị tim hở ba ná. Mà bây giờ con như vậy là thuốc cho con về con không uống. Con nghe thấy cha đi Mỹ về mà con... Con đi Mỹ bao giờ đúng không bà? Con thấy chính mẹ thấy cha đi Mỹ đi nước ngoài về. Con xe con xuống cha cầu khấn mẹ Maria đi chui xu cánh cả vô xe. Cha cầu cho con như vậy là con khỏi. Con khỏi tim, con không uống thuốc nữa, con bỏ thuốc đi. Vâng. Cái tái biến gì mà não não hơn? Tái biến mạch máu não 3 lần. Mà lần thứ 3 con đứt cái dây 11 này là con biết rồi. Đấy. Còn lần thứ 2 là con như vậy đi khám. Là con có hạch đây ạ. Hạch ở đây ạ, hạch to ạ. Mà con không có tiền uống thuốc. Hạch ở vú á, ở từ nách ạ. Mà to như thế là quả bàng, hai quả bàng vậy. Mà bác ông chú tiêm cho con về con đi hết thịt nhưng mà không khỏi. Con nhờ thuốc, nhờ ông thánh An Tôn này mà cầu nguyện giúp cầu thầy xin lòng thương cho Chúa là con khỏi không còn gì, con khỏi hết luôn. Ơn thứ ba, con còn ba đứa nó chết. Nó chết như vậy nó sốt xong nó chết như vậy là nó chết từ 6 giờ sáng mà cho đến 11 giờ đêm đưa bệnh viện không ai bảo là nó sống. Mà đến khi mà bác sĩ không tìm được một cái mạch nào để mà truyền là chết thuốc. Thà tiền dần tha con ở nhà bố mẹ con cầu nguyện như vậy là gia đình con cầu nguyện khấn mà bác sĩ tìm được có mỗi cái mạch ở bàn chân thì mà truyền mà sống đến 11 giờ từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm với gọi là hơi động động vậy. Vậy này là con xuống khấn để thầy ông thánh đi nhá. Cuối cùng bây giờ là con khỏi mà không việc gì ạ. Bà tên là gì? Bà tên là gì? Con là tên là Sa Mì. Năm nay con 76 tuổi. Con ở ngoài Bắc, con vào Đắk, con ở Đắk Tơ. Thì con xin cảm ơn Chúa, Đức Mẹ, đến cả Du Xe. Cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đây, gửi tặng cho bà cái máy ít bài trong bài giảng lòng Chúa thương xót. Bệnh tai biến mạch máu não chứ phải là tái biến, nó tái là nó làm lại là bà chết luôn đó. Tai biến rồi chứ mà nó tái biến mà nó biến đi biến lại sao bà sống nổi nhớ không? Con tái biến 3 lần. 3 lần tại vì nó tái biến mà nó phải biến 3 lần chứ sao nó tái đi tái lại tới 3 lần là đúng rồi. Tái biến nhá. Rồi. Rồi xin mời